Khan hiếm rau sạch hay là rau sạch bị làm giá mỗi khi có sự thay đổi về thời tiết là câu chuyện đã được đề cập tới nhiều lần. Tuy nhiên thì thực tế này vẫn chưa được giải quyết. Và rau xanh là một trong những nhu cầu thiết yếu, tuy nhiên thì sản phẩm này lại quá thiếu để cung cấp cho các gia đình mỗi ngày. Và một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do hệ thống phân phối rau sạch bất hợp lý hiện nay ở nước ta. Trong khi đó thì Việt Nam đã và đang có những hệ thống cung cấp rau được xác định là đầu tàu, có uy tín của nhà nước, nhưng lại chưa thực sự tiếp cận được với thị trường để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khu vực giới thiệu sản phẩm của Tổng Công ty Rau quả Nông sản Việt Nam. Được giới thiệu là doanh nghiệp nhà nước hàng đầu chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả nông sản, với kim ngạch xuất khẩu rau quả hàng năm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Thế nhưng, khu vực bán hàng giới thiệu sản phẩm của công ty này lại chỉ như thế này. Nằm khiêm tốn ở một góc khuất của tòa nhà lớn trên đường Phạm Ngọc Thạch, lèo tèo một vài biển hiệu. Những sản phẩm được buôn bán, giới thiệu bên trong cũng không khá khẩm hơn. Và đặc biệt, dù là nơi giới thiệu sản phẩm, buôn bán dịch vụ rau quả cho người dân của một doanh nghiệp nhà nước lớn, nhưng cửa hàng này chỉ hoạt động theo kiểu rất hành chính. Mình mở cửa như nào hả chị? Đấy là 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. 6 giờ tối. Thế còn thứ bảy chủ nhật? Thì bán đến 12 giờ trưa. Đây cũng là thực tế tại nhiều cửa hàng phân phối của các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước hiện nay. Được xác định là đầu tàu, chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả nông sản. Thế nhưng những lượng sản phẩm mà các doanh nghiệp này mang đến lại rất khiêm tốn cho người dân. Thế nào đi nữa thì nó vẫn còn có cái dư âm của thời bao cấp. Dù rằng thời bao cấp nó đã qua rồi, nhưng mà nhà nước để mà chiếm ưu thế thì nói chung là cái đó tôi thấy cũng chưa phải là tuyệt đối. Bởi vì tư nhân ta mở ra, người ta có cái năng động hơn. Do cái cơ chế bây giờ nó thay đổi rồi. Trên của nhà nước bây giờ tôi nói là tất nhiên mình không phải vừa đũa cả nắm, nhưng mà nói chung là cũng nhà nước vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Thiếu đầu tư, thiếu tiện ích, hoạt động của những cửa hàng rau sạch, những đơn vị phân phối rau quả uy tín vẫn chưa thực sự tiếp cận được với người dân. Thế nên, để có thực phẩm ăn uống hàng ngày, họ tìm đến các chợ dân sinh, nơi mà có đến 90% rau quả không được kiểm soát rõ ràng về chất lượng.